Quỳnh Như xin chào quý khán giả của phim trên truyền hình Vĩnh Long. Sau những ngày nghỉ Tết vui vẻ, thoải mái, có lẽ quý khán giả đã lấy lại được năng lượng để sẵn sàng tiếp tục công việc của mình rồi phải không ạ? Quỳnh Như xin chúc quý khán giả thân thương của truyền hình Vĩnh Long sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm mới này nha. Quý khán giả thân mến, với sự tham gia của dàn sao Việt nổi tiếng cùng với câu chuyện hài hước sinh động thì bộ phim Hương Đồng Nội đang phát sóng trong khung giờ dàn phim Việt trên truyền hình Vĩnh Long đang nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi của bạn xem đài gần xa vào mỗi tối 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long tuần này sẽ đưa quý khán giả gặp gỡ hai diễn viên chính của bộ phim này để nghe họ chia sẻ nhiều hơn về những câu chuyện hậu trường thú vị của bộ phim. Ngay bây giờ, Quỳnh Như xin được mời quý khán giả cùng gặp gỡ Lương Thế Thành và Thúy Diễm nha. Đằng kia kìa, đẹp đó, đó, đứng lại coi đi. Anh đâu có thấy đâu. Đó, đó, đó. Ê. Quê ở Tiền Giang nên từ nhỏ Lương Thế Thành đã khá thành thạo trong việc bơi lội. Vì thế các đạo diễn thường tin tưởng giao cho anh các phân đoạn có bối cảnh sông nước. Bà xã Thúy Diễm cũng rất yên tâm về chồng trong những phân đoạn này. Tuy nhiên không phải cảnh quay nào Lương Thế Thành cũng được trổ tài bơi lội, mà có những cảnh anh đã rất chất giả vì bối cảnh không mấy lý tưởng. Anh chàng này là bất cứ bộ phim nào cũng phải bị tắm sông hết. Từ những cái sông mà có thể sông mà chăn nuôi vịt, nuôi heo, nuôi bò gì là cứ tới cái cảnh đó là cứ thế nào trong phim này thế nào cũng phải có Lương Thế Thành nhảy sông. Mà mỗi khi về là hôi, người rất là hôi, rất là dơ. Anh còn nhớ một lần quay ở dưới Hóc Môn thì cái buổi sáng đó thì mới sắp cái cảnh quay của Thành là nhảy xuống sông. Nhưng mà buổi sáng nó xuống thì nước ròng. Mà cái cảnh quay đó thì bắt buộc phải quay buổi sáng. Thế là mình phải chấp nhận hy sinh. Mà nước thì nước sình, nó hôi quá mình chịu không nổi. Và một phần nó vô mũi, vô miệng mình nữa. Cho nên khi mình lên mình tắm lại khoảng chừng nửa tiếng Thành mới tắm xong. Thành mới dám đi ra ngoài. Con thì có con đứa, mà tới 2-3 người muốn làm rể. Trong Hương Đồng Nội lần này, Lương Thế Thành và Thúy Diễm diễn xuất bên cạnh những diễn viên gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Hoàng Sơn, Phương Dung, Thiên Hương. Họ đều là những chây hài duyên dáng, linh hoạt trong cách diễn. Vì thế, không chỉ riêng Lương Thế Thành và Thúy Diễm, các diễn viên trẻ khác cũng phải rất tập trung khi phim bấm máy, vì những đàn anh đàn chị luôn tạo ra những tình huống bất ngờ, khiến những diễn viên trẻ có khi cũng không xoay sở kịp. Giống như anh Hoài Linh vậy đó, ảnh ngẫu hứng. Khi mà tập thì như vậy, nhưng mà khi vô quay thì anh lại ngẫu hứng, anh nói những cái kiểu khác. Và mình mà mình không kèm được là mình dễ bị xì cười lắm. Trong này có nhiều chủ đề. Chủ đề thứ nhất, gan nhiễm mỡ. Mày đưa cái đồ khám sức khỏe tại kia vậy? Tuy nhiên đó lại là những kinh nghiệm mà các anh chị diễn viên đi trước trao lại cho đàn em trong nghề, để những diễn viên trẻ có thể nhập vai tốt hơn và hăng say hơn với nghiệp diễn, tạo ra không khí thoải mái tại trường quay cho cả đoàn phim. Ngoài ra, phim cũng có rất nhiều cảnh quay nằm ngoài dự kiến, khiến diễn viên luôn phải nỗ lực hết sức để hoàn thành, như cảnh Thúy Diễm vào vai cô gái nông thôn bơi xuồng chở ông xã Lương Thế Thành đi tham quan miền quê. Vốn không quen với xuồng ghe sông nước nên đối với những cảnh quay này thì Thúy Diễm thật sự rất vất vả. Nhưng may mắn là cô luôn có sự giúp đỡ nhiệt tình của ông xã Lương Thế Thành. Diễm thì sinh ra ở Sài Gòn thì hầu như là không có phải mà biết đến những cái chèo ghe, chèo xuồng hay là về ruộng lúa hay gì hết. Nhưng mà khi hóa thân vào những cái nhân vật cô gái miền quê thì Thúy Diễm lại rất là thích. Bởi vì những cái gì mà mình chưa từng làm thì mình luôn hào hứng với nó và mình muốn làm cho bằng được thật là tốt. Vậy thì để tụi em xem cái ký nhận cho. Đây, để đem coi. Dạ. Hàng của chị là hàng chất lượng. Lần sau tụi em lại lấy hàng nha, quyết định vậy nha. Dạ. Rồi, xin chào mấy anh. Dạ, dạ. Khi mà Thành tham gia những bộ phim về miền Tây sông nước thì những cái cảnh cô gái mặc bà ba chèo ghe hái trái cây rất là nhiều. Nhưng với Thúy Diễm thì lại là một cảm giác khác. Tại vì đó là người yêu, người vợ của mình. Thì khi mà mình thấy người yêu, người vợ của mình mặc một cái bộ đồ bà ba chèo ghe hay là cầm một cái giỏ trái cây thì cảm giác mình thấy sao mà đẹp quá. Thôi, em cứ yên tâm đi, lên. Lên đây. Rồi, em đạp đi. Em đạp cho. Thành cảm thấy rất là may mắn khi mình có được một người vợ mà
hợp với cái gu, cái phong tục của miền Tây như vậy. Và một điều nữa là gia đình Thành thì cũng đều rất là hài lòng với Diễm về cách đối xử, cách ăn ở hay cách nói chuyện của Diễm. Trời, đi vậy. Đau, đau, trời. Vậy có chân này chân kia có bị gì đâu. Không, đi ra đi, anh Hải đưa em về đi. Đi. Tôi mới gãy chân nè. Bây giờ đưa về không em? Đưa thì đưa. Cái này em kêu đó nha. Đi, lên. Ngay cả bản thân Diễm khi mà đóng phim chung với anh Thành thì cũng đã có từng cái trường hợp là Diễm phải kết hôn với một anh chàng khác và hai đứa phải hôn nhau ở trên sân khấu thì anh này dưới đây cũng phải vỗ tay. Hoặc là anh Lưu Thế Thành thì cũng từng đóng cặp với rất là nhiều bạn diễn nữ khác. Không phải là câu chuyện này thì mới có nhân vật của Hội My không đâu. Nói chung rất là bình thường đối với Diễm và cả Lương Thế Thành. Chỉ hy vọng là sẽ đem lại một cái câu chuyện hoàn hảo nhất, diễn xuất sao cho nó thật nhất để đem lại cho quý vị khán giả một cái sản phẩm thật là tử tế, thật là tốt. Những tập tiếp theo của bộ phim Hương Đồng Nội với hành trình chinh phục người cha vợ khó tính của chàng trai Thiên Hải, nhân vật của diễn viên Lương Thế Thành chắc chắn sẽ làm hài lòng khán giả với những tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng rất cảm động bởi tấm chân tình của anh dành cho nhân vật Đào. Liệu với sự giúp sức của bà xã Thúy Diễm, Lương Thế Thành có vượt qua được những thử thách của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đặt ra để trở thành chàng trẻ quý trong gia đình ông Hai Lợi hay không? Bộ phim Hương Đồng Nội phát sóng lúc 20 giờ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả đón xem. Đi về. Đến đây chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long xin được phép khép lại. Một lần nữa Quỳnh Như kính chúc quý khán giả một năm 2017 thật nhiều niềm vui và gặt hái thêm những thành công mới. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả đã dành cho chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần sau.